Xin chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục xe đã qua sử dụng ngày hôm nay, tôi xin phép được mang đến cho quý vị và các bạn một trong những siêu phẩm đến từ hãng xe Mercedes. Đó chính là mẫu xe Mercedes E200 sản xuất năm 2018. Và trong video clip sẽ có hai phần chính. Phần thứ nhất là sẽ giới thiệu sơ qua về cái chất lượng của mẫu xe này cụ thể thế nào. Phần thứ hai thì sẽ chia sẻ về chính sách giá bán cũng như các chương trình trả góp cụ thể ra sao. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Việc đầu tiên thì tôi muốn nói đến về cái hình dáng bề ngoài của dòng xe Mercedes E200 này. Thì có rất nhiều những cái mỹ từ để có thể chia sẻ đến cũng như để ca ngợi cái dòng xe Mercedes E200. Ví dụ đơn giản như cái cụm đèn pha, đèn cốt này, nó cũng tạo ra một cái điều gì đó nó rất là sang trọng, đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy cái hai cái dải đèn LED ban ngày đây. Ví dụ như Mercedes S thì có 3 dải đèn LED ban ngày, và Mercedes E thì có 2 dải đèn LED ban ngày, và Mercedes C thì có 1 dải đèn LED ban ngày, đúng không các bạn? Chúng ta cũng có thể đến với lại cái cụm đèn cốt và đèn pha này, được trang bị toàn bộ là công nghệ đèn full LED các bạn nhé. Và đương nhiên rồi, mặt ca lăng phía trước này được mạ chrome bóng loáng và thiết kế với cái kiểu dáng nó rất là cảm giác gì đó rất là sang trọng các bạn ạ, rất là sang trọng, phù hợp rất nhiều so với cái giới doanh nhân các bạn nhé. Và chúng ta sẽ đến quan sát về cái chất lượng của nó nhé. Đối với lại bất kỳ một dòng xe nào thì các bạn cũng sẽ phải quan tâm đến 4 yếu tố khi mà các bạn mua xe đã qua sử dụng. Ví dụ như xe có bị tai nạn hay không, xe có bị ngập nước hay không, xe có bị tháo bổ máy hay chưa, và các giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo hay không. Thì đấy là những cái yếu tố tiên quyết để các bạn có thể lựa chọn một dòng xe mà mình ưng ý, đúng không ạ? Đối với lại rất nhiều những khách hàng của chúng ta thì chúng ta vẫn có thể, có một vài khách hàng thì cũng có thể tự mình có thể kiểm tra được cái xe có bị tai nạn hay không. Còn tôi thì chúng tôi sẽ giúp cho các bạn có thể nhận ra được. Và khi mà xe đã về đến với hãng, đặc biệt là Vietjet Auto này rồi, thì chắc chắn là sẽ đảm bảo cho các bạn 100% xe không bị tai nạn, không bị bổ máy các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy cái keo chỉ đây, cái keo chỉ đây, toàn bộ vẫn còn rất là nguyên bản, đúng không ạ? Rất là nguyên bản. Đấy, các bạn có thể thấy ạ. Và ngay ở phần phía dưới này, phần phía dưới thì các bạn có thể quan sát đến cái xương tai xe bên trái, xương tai xe bên phải các bạn nhé. Xương tai xe, những từ những con bu lông đến những cái chi tiết hàn đính đấy, vẫn còn rất là nguyên bản, đúng không ạ? Hệ thống đèn pha đây, đèn pha. Rồi xương đỡ ba đờ sốc phía trước đây, xương đỡ ba đờ sốc phía trước, xương đỡ ba đờ sốc phía trước. Và đặc biệt hơn nữa là cái xương tai xe bên trong của khu vực bên phải các bạn nhé. Và hệ thống đèn pha này vẫn còn rất là mới các bạn ạ, rất là mới nhé. Xe này đi rất là ít các bạn ạ, xe này đi rất là ít. Các bạn có thể nhìn thấy ở cái phần trung tâm hay là gọi là trái tim của một chiếc xe, đó chính là cái động cơ. Cái động cơ này thì được trang bị động cơ, khối động cơ i4 nhé, hay còn là 4 xi lanh thẳng hàng, và động cơ là 2.0 lít, sản xuất ra công suất là lên đến 184 mã lực và mô men xoắn lên đến 300 Nm. Mẫu xe này thì trang bị hộp số tự động 9 cấp các bạn nhé, 9 G-Trolix và dẫn động cầu sau. Và đương nhiên rồi, dòng xe Mercedes E200 này cũng trang bị khả năng, trang bị hàng loạt những cái tính năng an toàn, công nghệ nổi bật, ví dụ như là hệ thống ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, chống trượt khi tăng tốc, ASR, cân bằng điện tử, hỗ trợ ổn định thân xe khi gió thổi ngang, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống phanh adaptive. Rồi chúng ta sẽ đến với khu vực phần thân xe các bạn nhé. Phần thân xe thì chúng ta sẽ vào quan sát cái lốp xe này, nó có còn nguyên bản hay không các bạn nhé. Bởi vì lốp xe cũng là một trong những yếu tố để có thể đánh giá được các bạn ạ. Đánh giá được cái xe có đi nhiều hay đi ít. Chúng tôi sẽ xem một vài thông số lốp nhé. Thông số lốp, đâu hơi khó nhìn đúng không ạ? Lốp xe sản xuất năm 2018. Chúng ta sẽ đến với cái lốp sau này. Trước khi chúng ta đến cái lốp sau thì chúng ta có thể nhìn thấy cái thân xe này, toàn bộ được sơn khá là đều các bạn ạ. Và cái keo chỉ cũng như cái tapi cửa này vẫn còn rất là mới, đúng không? Đây các bạn có thể thấy keo chỉ đây, đây là keo chỉ các bạn nhé. Cái keo chỉ vẫn còn rất là nguyên bản, đúng không ạ? Cái keo chỉ nó nên một điều gì? Nó cái tai nạn, nếu mà trong trường hợp xe bị tai nạn ở khu vực phía thân xe thì cái keo chỉ nó không còn đều đẹp như cái phiên bản này ạ. Các bạn có thể nhìn thấy ạ, cửa sau này cũng thế ạ, cửa sau này thì chúng ta có tapi cửa này,
Vâng, còn rất là mới đúng không ạ? Những cái ly chỉ này còn rất là mới nhá. Ok, chúng ta sẽ đến với cái cốp đằng sau. Thao tác mở cốp thì cũng rất là đơn giản đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần ấn giữ cái chìa khóa điều khiển thông minh này thôi. Đây, cốp đằng sau đây. Cốp chưa bị nhăn ạ. Vâng, còn rất nhiều những cái yếu tố. Đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn rõ đúng không ạ? Ok. Mẹc E200 các bạn nhá, E200 màu trắng. Chúng ta sẽ vào cái không gian nội thất để có thể trải nghiệm cái dòng xe này. Các bạn thân mến, thì chúng ta đang ngồi ở trong không gian khoang nội thất của dòng xe Mercedes E200 sản xuất năm 2018 màu trắng tinh khôi các bạn nhé. Với cái màn hình rất lớn này, các bạn có thể nhìn thấy màn hình lên đến 12,3 inch. Và đương nhiên rồi, tất cả những cái chất liệu được dùng trên hệ thống cái dòng xe Mercedes này, nó tạo ra cảm giác vô cùng sang trọng. Ngay cả đây, các bạn có thể nhìn thấy cái mặt táp lô này được thiết kế rất là uốn lượn đúng không ạ? Nhìn rất là đẹp và sang trọng, kết hợp với những cái vân gỗ này. Đấy, vân gỗ này. Rồi những cái đường chỉ mạ này, chrome này. Và phần phía dưới này chúng ta có thể đèn đổi màu các bạn nhé. Đấy, nhìn rất là sang trọng đúng không ạ? Và đương nhiên rồi, những cái hệ thống ví dụ như là hệ thống điều hòa, chúng ta điều chỉnh hệ thống điều hòa này thì tự động hoàn toàn rồi, không nói làm gì cả đúng không ạ? Hệ thống điều hòa. Đây, hệ thống điều chỉnh cái màn hình đây, ở phía trên này. Đấy, chúng ta có camera này, điều chỉnh rèm này, khởi động thông minh này, đúng không ạ? Chức năng điều chỉnh có 5 chế độ điều chỉnh này, chế độ lái đây. Một là Individual, 2 Sport cộng này, 3 Sport này, 4 là Comfortable này và Eco. Ok rồi, tất nhiên là đối với những khách hàng nào mà quan tâm đến dòng xe Mercedes E200 này thì chắc chắn là các bạn đã quan tâm, đã nghiên cứu rất kỹ cái tính năng rồi. Chúng tôi chỉ muốn giới thiệu cho các bạn về cái thông số kỹ thuật thôi. Ví dụ như là xe đi được bao nhiêu km thôi đúng không ạ? Hiện tại thì xe mới đi được có 17.385 km thôi đúng không các bạn? 17.385 km các bạn nhé. Và các bạn có thể quan sát đấy, cái chất liệu vô lăng này gần như là như mới và chưa có dấu hiệu bị mòn nhiều ở những cái chi tiết. Ví dụ như là những cái chi tiết, những cái phím bấm này đấy, những cái đường mạ chrome này vẫn còn rất là nguyên bản đúng không ạ? Vẫn còn rất là nguyên bản nhé. Đây, cần số thì ở phía trên này, chưa có dấu hiệu bị mòn gì cả đâu ạ. Cắt mưa hoàn toàn tự động hết rồi. Đây là start top này. Quan trọng hơn nữa là tất cả những cái chất liệu trong không gian nội thất của dòng xe này thì đều được đánh giá là rất là xịn đúng không ạ? Rất là sang trọng và rất là quý tộc các bạn ạ. Rất là quý tộc các bạn nhá. Thì đối với những ai đam mê đến dòng xe Mercedes này thì chắc chắn là rất yêu thích cái dòng xe Mercedes E200. E200 với cái việc mà mình trải nghiệm cái sự sang trọng của xe, mang lại cái phong cách của mình, cũng như là chúng ta phải chi trả một cái giá tiền rất là vừa phải đúng không ạ? Rất là vừa phải. Ok, bây giờ chúng tôi sẽ chia sẻ đến cái giá bán cho các bạn nhé. Đến cái giá bán, xin mời các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thì nếu như quý các bạn đang mong muốn sở hữu một chiếc xe Mercedes E200 sản xuất năm 2019 cũng giống y cái mẫu xe này, thì bây giờ các bạn có thể bỏ ra chi phí là 2 tỷ 1, tương đương với lại cả chi phí lăn bánh, tức là bao gồm thuế, rồi phí trước bạ, rồi một vài những cái lệ phí khác như bảo hiểm, rồi đăng kiểm, thì tổng chi phí rơi vào khoảng tầm 300 triệu nữa. Tương đương với quý vị các bạn sẽ phải chi ra là 2 tỷ 400 triệu đồng. Tuy nhiên thì nếu như quý vị các bạn sở hữu cái dòng xe Mercedes E200 sản xuất năm 2018 này, thì với cái giá chào bán hiện tại chúng tôi đang chào bán ra chỉ là 1 tỷ 950 triệu mà thôi. Tức là các bạn có thể tiết kiệm được khoảng tầm 450 triệu so với việc các bạn mua một chiếc xe hoàn toàn mới, một mẫu xe Mercedes E200 hoàn toàn mới. Quý vị các bạn thân mến, thì hiện tại các ngân hàng thương mại vẫn đang có chính sách hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn rơi vào khoảng tầm 80%. Như vậy quý vị các bạn chỉ cần chuẩn bị giúp chúng tôi khoảng tầm 600 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Nếu như quý các bạn có nhu cầu sở hữu các dòng xe này thì hãy vui lòng gọi điện cho hotline của đường dây nóng chúng tôi. Hiện tại thì showroom của chúng tôi vẫn còn rất nhiều xe Mercedes, bao gồm có Mercedes E200, Mercedes GLS,
500, Mercedes S400, E400 và Mercedes C250. Vẫn còn đầy đủ các bạn nhé. Thì nếu như các bạn có nhu cầu sở hữu các dòng xe Mercedes thì hãy vui lòng gọi điện cho hotline đường dây nóng chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị và các bạn. Hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị và các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.